bia chính thức của các anh trai. Chu Bóc chơi phải tới. Ôi nhiều vậy. Cùng chồng nhớ ăn yến nha, nhớ uống nước nhiều. Chồng quay thiệt tốt đó, chơi vui vẻ với anh em, không có đánh bạn nghe chưa. Ủa trời ơi, lớp vui giờ bị đánh không đúng không? Đây là bị đánh đây là chị nhắc anh em mình đấy chứ không phải. Rồi nữa nè, I miss you. Yêu chồng mâm hoa. Trời ơi, cảm ơn vợ nhiều nha. Thôi mình hồi đồ ăn được không, chứ ăn cơm chó đâu quá. À, nói chứ cái này là vợ tôi gửi lên cho anh em ăn. Nè nè nè, trái cây nè. Đây là dính này, cái này đi. Rồi, dễ thương đi là bố này. Tối chỉ ăn trái cây thôi nha chồng này. Ok. Lu, khóc đi em. Khóc đi. Hai chục điểm. Má ơi, cường 200 điểm rồi, cộng 200 á. Cường cộng 200 điểm không á? Cộng 20 điểm anh. Mình được, đẹp á, mình diễn tinh tế thôi. À dạ, đếm làm diễn lại. Diễn lố bị over, ôi, bị... Đếm làm lại. Đẹp, đàng hoàng. Diễn cho nó điện ảnh vô anh. Không, cái nào giả chân rồi. Dạ, chạy chân rồi. Bất cố, bất cố. Cái này là bị yếu nghề á. Khó kiểu lắm á. À. Giả em, giả chưa đọc mà á rồi. Làm lại. Thấy, đọc lại đi, đọc. Thấy, cảm nhận là... Em nói thật là em không tin là team mình thắng được. Thôi, em như tôi á. Không, thật, tại vì tính ra là so với mặt mình hình thể chung anh em mình đúng không? Nhìn rén, lúc đầu nhìn rén. Kiểu không hề to con như mấy đội kia. Nhìn mình không có bậm trợn, nhìn mình không có bậm trợn như bên kia. Thật sự, em hơi rén nha. Nhưng mà ai ngờ, sức mạnh nội tại anh em mình quá mạnh đi. Sức bên trong, sức mạnh nội tại. Mấy chú bảo vệ đội trưởng kêu gì vậy? Mỗi người hết đất 50 cái cho tôi. Không, người ta đội mình đang bị lỗ người. Thiếu Hải đang đu rồi, thua rồi. Hải đang đu là khỏe nhất team rồi còn gì nữa. Chứ gì nữa. Cũng phải Dương Đông kích tay vô. Thì Dương Đông kích tay rồi đó. Ông khỏe quá, ông đạp tôi bể cái bụng luôn rồi nè. Ê, giờ tính ra là một có 6 người mà đáng vậy. Thiên Ngân hay ngập nước nữa. Cũng may là thằng đu nó không xuống. Đúng. Nó quật cho chết hết. Thiệt. Ê chắc cho nó cầm gì son đi nó bẻ rọc cái luôn. Quật cho chết hết. Một nha. Mình thằng đu có khi quất anh hết vàng mình Aquaman, luôn. Aquaman là đứng. Nè, đội mình là vừa chấp Hải Đăng nè, vừa chấp luôn Thái Ngân rồi. Ê. Ủa. Ơi, chơi hết mình vậy đó mà. Nhưng mà thôi em ghi nhận anh, em ghi nhận anh. Không, nhưng mà thật ra là không phải khen nó nha, anh giật mình nha, anh nhìn tâm đen. Ôi, sao thì Thái Ngân bởi anh giật sông lưng mà. Đúng là thật ra nếu mà em giật ở cái đầu sông lưng là ok, em giật cái chân thì bị đạp phải rồi. Thì em ngóc đầu lên là thấy cái chân ổng mà. Thì giống như Quang Trung nè, anh đang ở đây. Quang Trung là nó trồi từ sau lưng. Có người kìa, có người kìa. Có người. Chắc có người. Anh làm á. Ôi sợ nha, sợ nha. Thôi, đi vô Bảo Lâm đừng có mở cửa. Trời ơi, vô phá mình đó. Em nhìn cái lỗ đó, coi có phải Dương Lâm không? Check it out, check it out. Check lỗ. Không phải rồi anh em ơi. Không phải hả? Ai vậy? Phải thôi. Ồ, có quà. Có quà. Ồ, đồ ăn à? Không biết chắc đồ ăn đấy. Đỡ anh em quà của ai? Đi làm ăn nha. Bánh ngọt. Bánh ngọt. Chưa biết đâu. Là... Ê, màu hồng của... tươi lắm. Ê, ăn đó. Ê. Ôi, chị Phu gửi đồ lên nè. Chị Phu gửi lên ăn à? Đúng. Đúng vậy. Quà của vợ gửi lên. Trời ơi. Sao dễ thương quá vậy? Trung bình những người có vợ kìa nha. Sướng. Ôi nhiều vậy. Cùng chồng nhớ ăn yến nha, nhớ uống chồng. Nước nhiều. Chồng quay thiệt tốt đó, chơi vui vẻ với anh em, không có đánh bạn nghe chưa. Ủa. Trời ơi. Đây giờ bị đánh cất đúng không? Đây giờ bị đánh rồi. Đây là chị nhắc anh em mình đấy chứ không phải. Rồi nữa nè, I miss you. Yêu chồng mâm hoa. Trời ơi. Cảm ơn vợ nhiều nha. Thôi mình hồi đồ ăn được không, chứ ăn cơm chó đâu quá. Nói chứ cái này là vợ tôi gửi lên cho anh em ăn. Nè nè nè. Trái cây nè. Đây là dính này. Rồi, dễ thương đi là bổ tôi. Tối chị ăn trái cây thôi nha chồng này. Ok. Lu, khóc đi em. Khóc đi. Vợ kêu là tối chỉ ăn trái cây nha chồng. Là gửi cherry. Chết rồi, lỡ đỡ đồ hủ tiếu nha. 21 giờ đến 23 giờ ăn yến là tốt nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn em có đọc. Rồi còn này là ê. Còn này là bánh cho anh em. Đó mời anh em. Chồng ơi. Chồng ơi, còn này ăn luôn đi. Ủa? Cái gì? Cái gì? Máy thì đang được chơi game với anh em. Ủa vậy hả? Cắm TV hả? Đúng rồi, cắm TV luôn. À, ok. Ui. Buồn nào. Ủa? Máy chơi game à? Chơi game. Ê. Nó tinh tế thế nha.
ơi, sao có nến sinh nhật thế anh? Ủa? Ai biết đâu. Đâu mà nè, đây. Phải có mũi ăn yến nghiêng nữa đó hả? Đúng rồi. Đây anh em, che nhau ra. Bánh mùi cơm chó đó, ăn đi mọi người. Ăn đi mùi ơi, ăn đi. Ăn để biết cái mùi cơm chó là sao chứ, nghe nói à. Nghe nói là chuyện thiết rồi. Em muốn cái nào? Ủa cái bánh đó nhìn quen, cái bánh đó hình như ở cái phòng 1 cũng có nè. Mời em ăn qua phim nha. Ủa bắp anh ơi, có mật thư nè nè nè, mà muỗng muỗng thôi, để đi, mình quay xong rồi ra mình xong. Muỗng muỗng không ơi, ừ, vậy sao hay overthinking quá. Đi mình tim mình đang overthinking, tự nhiên chạy vô nhà kiếm kiếm đủ thứ trò ở trên lục tung cái phòng lên kiếm tấm hình cho vợ vui cái coi. Em mượn á, để xíu nha, để xíu nha. Rồi đây đi chưa? Rồi. Ủa, chưa. Chưa, thiếu thằng Quyền, thiếu thằng Quyền. Rồi, đại diện Duyên Tuấn Kiệt, cảm ơn Mua Ca nha. Thank you. Chú đáo okay. quá. Ok. À. Rồi, mời anh em ăn trái cây luôn. Chị ơi, mùi cơm chó của Mua Ca ơi. Cảm ơn nha, 10 điểm nha. Trời ơi, chú đáo quá trời, thiệt. Quyền ăn nữa không Quyền? Số 1, chin nhất chin. Hết nước anh Duyên ạ. Ngồi Burberry. Ngon lắm. Ở nhà ăn chắc được chăm lắm anh ha. Đúng rồi, em thấy lên ký không? Đâu, ba lên ký từ lâu rồi mà. Ừ. Hai vợ chồng chăm lẫn nhau. Đúng rồi, chăm lẫn nhau đúng không? Đúng rồi. Thấy thương quá trời luôn. Về gọi là ăn ngủ rồi, nói chung là dinh dưỡng rồi cái kiểu là vợ mình chăm rất kỹ. Có một điều nhá, tụi chứng kiến nhá. Duyên Tuấn Kiệt luôn luôn đưa Puka đi ra sân bay hay đi bất cứ đâu, kể cả trễ hay là sớm hay là giờ giấc như thế nào. Nếu mà Jin được rảnh là sẽ dẫn Puka đi rất nhiều lần, rất nhiều lần, không bao giờ để cho Puka tự đi từ sân bay về, không bao giờ luôn. Để ý dữ trời. Sao không biết anh thấy được mấy khúc đó vậy? Anh biết mà. Anh làm ở sân bay hả? Nhà anh làm bên đấy. Mỏ hổ nha, mỏ hổ nha. Mỏ cũng hổn ha. Mỏ hổ. Cái nét nè. Nhưng mà nó hỏi hợp lý. Cái mỏ nó không cởi lý nhiều. Nó lỏ có lý mà ta. Nhưng mà sai. Cái sai mỏ. Cái vấn đề như có đúng không? Đúng. Đó. Yến này là vợ em tự trưng luôn. Trời ơi. Một hồi Lý Dương Võ Lâm mà có lên đây là phải so cái size mỏi thằng cu này. Đồ kính vào đi. Nhắm mắt lại mây mì đài. Nhớ em anh không thể nào cãi. Bé ơi lên nhậu đi. Đây có Dương Đu Mít đánh đàn hát luôn nè. Quay chưa? Đó chưa quay xong mà. Ở đây đâu có ai quay đâu. Chơi nhạc à? Nhìn nè, nhìn ở đây nè. Ủa vậy ha? Ủa nó lạ vậy? Trời đẹp trai quá vậy? À, Win hả? Lê Win. Sao ơi? Không lên đây là hối hận. Trời ơi, ta nói mồi nó ê hề. Ê hề, ê hề. Lên đây. Ở trên anh có cái này không? Không. Có ca nhạc không? Quay xuống rồi xuống rồi. Trời ơi, ở đây là anh có ca sĩ hát được mà. Ai cũng ca sĩ mà, ca nhạc gì? Nói vậy chịu rồi. Nói chứ chưa quay xong ba ơi. Quay xong rồi tôi tính. Thế đi. Đi. Thôi anh em đi xuống chơi đi. Đó, thôi đi xuống. Anh chơi đi. Ok. Anh em chơi. Không đi. Ăn cơm chó rồi. Đem xuống luôn rồi, đem rặn xuống luôn nha. Đem rặn xuống. Chơi xả cơm ấy anh em. Xả đi. Xả. Đi xả cơm ấy, xả cơm ấy. Của Dương Dominica. Anh đàn đi cho mọi người hết. Không, em thiếu sự tỉnh táo. Hả? Em bảo gì? Trong em thật sự mắt đỏ trong thiếu sự tỉnh táo. Thì đấy, bây giờ mắt em đỏ như này thì em biết làm gì giờ? Đừng đeo len nữa là được. Thì anh không đeo len nữa rồi. Ngủ muốn giấc là hết ạ. Anh phải dưỡng con mắt anh lại đi. Anh dưỡng mắt anh hả? Bây giờ anh phải dưỡng như thế nào? Bôi lotion nữa là được. Bôi lotion nữa, toner rồi đó. Đeo nữa, anh đeo nữa. Bây giờ mà anh mà đeo. Bây giờ phải tẩy trang trước đi. Là bây giờ anh đang bị viêm rồi. Ừ, nó đỏ dữ lắm. Viêm mắc mạc rồi. Khổ thật sự. Đây là nhỏ mắt à? Em nhỏ nhiều lắm. Mà cái mặt anh hùng quá, đeo len rất là hợp nha. Bây giờ anh sẽ không đeo nữa. Bây giờ nó đỏ như cái màu tóc ăn rồi. Đang tính nói. Là cái mặt đang y chang á. Ê cái đó hay á. Giờ tụi mình đang sáng tác cho cái bài DC luôn nữa. Đúng rồi. Ok, chơi luôn. Music cam. Rồi.
Vô luôn đi, vô luôn đi, bắt thôi. Tới tới cái lúc mà gọi là cho nghe demo cái em thấy không bằng cái bài của em. Nói vậy cái là đi về liền đúng không? Là đây là sống người bị loại bệnh rồi. Mỗi người đi một đường. Rồi mới ê giống bài rồi, bài không giống bài rồi, quăng cao nguồn cắp ấy. Ta 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 giống gì dâu dâm dâu dâm dâu gì dâu dâm. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khoan, khoan, chân cơm giới thiệu mọi người luôn, này là vợ anh em. Ôi, quá đã rồi. Quá đã. Thấy đi mọi người, đây là quà của chị Buka dành tặng cho các anh trai say hi. Yeah. Chị ơi, em yêu chị Buka. Trời ơi, lấy vợ sướng à. Ai vậy? Ủa, anh trai của Nicky hả? Sao vợ một đồ giống vậy? Mừng sinh nhật của tất cả mọi người. Anh trai. Con dâu vậy hả? Cái gì đây vậy? Sinh nhật của mọi người nên là sinh nhật quá nhỉ. Ôi con voi. Cái gì kia? Ý, con voi cũng có một bản đồ. Y chang, hôm nay mày biết là anh mặc cùng rồi. Em còn vò vò y chang. Y chang luôn mà. Nguyên cái vòi á. Vô bản đồ hen. Đâu xem nào, xem cái vòi nào. Đâu? Thế xem nào. Ê. Anh xem nào. Sao em không phải cùng đâu. Anh mọi người cảm thấy. Vâng ạ. Giống nhau. Sinh nhật gì? Secretly ai? Sinh nhật ai? Em biết. Ủa? Em nói gì rồi? Không, khoan. Đâu có sinh nhật ai? Tại sao có quà của Buka, Buka mang lên cho Jin. Không, mang lên cho các anh trai say hi. Các anh trời vô vấn đề đi bác. Không, đi ngủ vậy. Màu lâu quá. Dạ, vô cái skin care xong không? Từ chối, từ chối. Không, ý là tại vì em phòng của em ngay đây. Vừa nãy nghe mọi người hát em ở bên đây. À, em qua anh khác. Anh bị lừa rồi. Cũng một phần nhưng mà em cũng tưởng là có sinh nhật thật nên em qua để em hát tặng sinh nhật. Ở đây mời em đi hát rồi. Vô. Nhưng mà có sinh nhật thật không? Thì cứ hát đi. Đàn đâu? Cho xin hòa thanh của Happy Birthday ạ. Rồi, tông đô thứ đi ạ, đô trưởng đi ạ. Tặng mèo. Trời ơi. Happy birthday to you. Hay quá. Yeah. Đây là phiên bản Happy Birthday của Diva. Chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chuẩn bị chưa vô. 1, 2, 3. Ok nào. Chưa, đúng rồi. Bây giờ mới mở bài mà. 1, 2, 3. Happy birthday to you.
hình như là em có biết trước đúng không? Cái anh này rất là hợp với outfit của anh. Em cho tôi điện thoại em đi về trước. Ủa? Trước khi mà ôi chưa đuổi mà. Chưa đuổi quá vậy. Một cái là ngày trước khi mà em xin thay đi trước thì em cũng sẽ gửi tặng mọi người bài hát chung ngủ ngon luôn. Em mời đi coi như là một cái lời tạm biệt để ngủ ngon à. Gặp lại. Ok. Các anh trai ngủ ngon. Đêm đã khuya giờ tao mệt nghỉ luôn. Sẽ luôn bên anh. Hey! Anh trai ngủ ngon. Đêm đã khuya rồi. Ngủ ngon. 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 Cái tông đen ngủ quá. Bây giờ này, trước khi em về đi, trước khi em về làm tí. Em nãy em muốn giữ lắm. Nãy em muốn rất dữ. Không tiện ứng với tất cả mọi người. Đâu nhưng mà nãy anh thấy là em đưa trước thì thôi mà. Nhưng mà nãy anh thấy em đứng rót nghệ lắm, giờ em rót lại cho anh em được không? Rót vị uống nó khác nhau chứ anh. Không thì rót thôi. Rót là nào vậy? Mời mọi người mời cả nhà đi nha mọi người. Rồi lên đi à. Buổi tối thật là trọn vẹn. Ui. Trời ơi. Là bây giờ chúng ta nằm ôm nhau ngủ đúng không? Đây là cái gì vậy ta? Thì khi mà các bạn cầm thì chắc chắn các bạn sột soạt trong cái gói đúng không? Có. Tôi muốn mời anh Pháp. Đúng, anh Pháp hãy mở cái gói mình ra coi có cái gì hay không. Anh Nguyễn Thanh Pháp. Anh Pháp, lẹ đi. Đọc lớn hô vang lên. Cộng 20 điểm. Chúc mừng anh Pháp. Bé An. Dạ. Đây có. Chúc bạn may mắn lần sau. Thiệt là vô nghĩa. Su. Nhảm nhí. Mặc đồ caro nè. Caro à? Nicky. Nicky. Không có gì luôn á. Có, yên tâm sẽ có. Có bà cố ơi. Có không ạ? Nếu mà không có là cái nhân phẩm em quá tệ. Ê, nhân phẩm tệ lắm luôn á. Ê, nhân phẩm tệ nha. Không có là trắng là không có gì. Trời ơi. Má ơi. Cường 200 điểm. Cường cộng 200 á. Cường cộng 200 điểm không á? Cộng 20 điểm anh. Mình được, đẹp á, okay. Mình diễn tinh tế thôi. À dạ, đếm làm diễn lại. Diễn lố bị over, ôi, bị... Đếm làm lại. Đẹp đàng hoàng. Diễn cho nó điện ảnh vô anh. Không, cái này giả chân rồi. Giả chạy chân rồi. Hất xuống lại nè. Cái này là bị yếu nghề á. Khó kiểu lắm á. Giả em, giả chưa đọc mà á rồi. Làm lại. Thấy, đọc lại đi đọc. Thấy, cảm nhận là... Đổi đi gì? Đổi đồ mặc, đang mặc với một anh trai ở phòng khác. Hoàn này sẽ được cộng 20 điểm. Nhưng mà không được nói chuyện nha. Em ơi, Isaac đồ đẹp, em ơi. Phú quý đồ không đẹp luôn. Không được nói chuyện nha. Nhưng mà em được chọn à? Đúng, em được chọn. Rồi em hãy chọn anh trai nào mà đồ... Gì vậy Hồng? Em chưa có cái gối nào hết. Em ở trung phòng nào mà chưa có cái gối em nào có hết. Gối, em có bệnh, em đẹp đa mắt rồi. Em nào mắt, em đau mắt. Em ơi, anh có gối mà như không. Em không có gối còn tốt hơn. Thế hả? Ờ, đó, người ta có giấy nhưng không nè. Ừ. Những anh trai còn lại xin mời ra đây ạ. Thì nãy tôi có lén qua phòng các bạn. Thì tôi có thọt vào những cái gối và tôi đã lụm ra những cái phiếu như thế này. Ủa? Gì có? À. Có nào cũng có gối hết. Em thử rồi chị rồi. Thử không? Không có gì hết. Thôi ngoài. Cái gì đấy? Đập. Gì? Đúng rồi. Không làm nhận được. Chưa mở. Trời ơi. Cái gì vậy? Biết rồi, cái bộ đồ. Thôi, bây giờ đội trưởng rồi ạ. Bốc trước anh. Anh Nương. Sẽ có 3 phiếu. Ủa, có 3 phiếu hả? Đúng, có 3 phiếu. Đúng, người bốc người không? Thôi, gì nhiều anh đi nhỏ được, bốc. Không được, anh cản á, vì không mình giúp người ta luôn. Bây giờ nè, Giải. Cho gãy tay cái đi. Đúng rồi. Không, anh phải tính là hôm bữa đội nào thấp điểm nhất để dành cho mấy anh em rồi đó. Được rồi, em chưa có điểm. Đây, hút 3 cú hút. Em thấp điểm lắm. Trời ơi, hút nè. Em thấp à? Ba bạn đã hút, em có điểm đúng không? Thế trời ơi, câu hỏi người ta cao nhất. Sao mặt hèn vậy? Thì quay ra máy mày làm cái mặt lại coi. Mặt nó nhìn tội ha. Mặt đúng thương luôn á. Em thấp điểm cho em. Em thấp điểm thiệt. Thế thương vậy trời. Dạ, em chơi hết mình mà. Em quyết tâm ở lại lâu. Rủ lòng thương bà con em. Mà môi dưới sưng quá vậy. Ê, đúng rồi, trời ơi, tôi nói là mình xuất hiện là phải xoa cái sai miệng với cô này. Sao môi thừa lừa vậy? Môi 1910 với anh đó. Hổn lắm luôn á, bỏ hổn lắm luôn á. Môi thừa lừa. Môi em đẹp mà anh. Tự nhiên tìm thấy ấy ha. Cho em xin. Tìm thấy người nào? Kiểu dạ. Cùng sống ha. Cùng dạ cái môi kìa. Rồi, mở ra em. Hơ, 20 điểm. Ngon lành. Cái im lặng. À, đụng rất là đèn. Nhiều điểm vậy hả?
Chưa, chuẩn bị anh ạ. Vậy em lấy cái nào? Em... anh chọn hộ em đi ạ. Tôi cũng rảnh. Anh làm tay kia đi. Ok ạ. Em lấy nào? Em lấy cái to hơn ạ. Chưa, tôi chưa đồng ý mà. Em lấy cái nào? Em khó tính đấy. Em lấy cái to hơn ạ. À, lấy đi. Okay. À, lâu lấy cái còn lại thôi, lâu. Lưu lấy cái hai cái mở luôn đi. Đọc lớn ra, từ từ. Ôi! Đọc lớn ra nè. Bạn bị trừ 20 điểm ạ. À. Ôi! Thật luôn ạ. À. Thật luôn ạ. À. Nghèo mà xui nè. Xui thế. Mày nghèo mà xui nè. Năm nay tăng tay đúng không? Đúng á. À. Trừ 20 điểm thật mất anh. Mất cái 50 nữa. Bé đó, em á, đừng cái 50 nữa. Ra. Còn cái cuối cùng này em lấy hay không? Em lấy. Rồi. Phải lấy thôi. Được ăn cả ngã về mo. Ngã về mo là gì? Em số đấy. Cái gì vậy? Số đấy, số không xem máy đấy. Số đấy. Số đấy. Anh không có lấy xem gì lên. Ăn cả ngã về mo. Ừ. Ok. Em Gen Z à. Mặt em thì cũng cỡ tôi. Gen Z vui rẻ. Cộng 20 rồi. Hát ru cho các roommate. Hát ru cho các roommate. Hoàn thành yêu cầu cộng 20 điểm. Có nghĩa là sao? Tối nay sẽ có những chiếc GoPro sẽ gắn ẩn ở trong những chiếc rèm. Và nhiệm vụ của em là em hát thật to, rõ, tròn, dành, rõ, chữ, rõ. Đúng rồi, đúng rồi đó. Em ru cái giọng như vậy mà làm sao những anh em trong phòng ngủ ngon cho tôi. Em là trung phòng nè. Đúng. Em vẫn đu là trung phòng đó. Em ru bằng cả tánh mạng cho tôi. Trời ơi. Xong rồi những anh em nó mà ngủ rồi. Thiệt là ngon. Thấy không? Ngủ mà liệm đi, ngủ mà mặt xanh chanh ngủ. Mất tiền. Thì em được 20 điểm. Ok là Anh Trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.